Sau này tự nhiên sao mà không nói chuyện mà bậy tụi tao Cái này nó nhà chị à, cái này nhà quán à, gần chùa, nó hiến chùa có phước kêu chùa là rồi không mượn quần phục không mượn áo thun à, không mượn đồ hở hang phải không cô, hoàng không mượn đồ hở hang phải không, kín đáo phải không có cho không? Dạ những bận đồ hở hang là có bảo vệ người ta khiêng ra ngoài để thay đồ chứ à, không là bảo vệ mời ra ngoài, mời ra phòng ngoài thay đồ chỉnh trạng mới vô. À, bất ngờ mình vào quán uống nước, à, cũng là cái chị chủ quán từng bán nước ở trong chùa Phật Quang, và chị này biết rõ về thầy Quang rất là nhiều luôn cô chú chị. Thì bây giờ là câu chuyện như thế nào á, là thầy Quang ra sao, thì bây giờ mời cô chú chị cùng theo dõi chị chủ quán này nói. Do nó tụi em là quay hơi xa đó, là không có mic đó, cho nên cái tiếng nó hơi nhỏ, cô chú chị thông cảm. Cái đó là bên chùa người ta mai Thì bên chùa để cho mình biết là những người bảo vệ để khách người ta yên tâm á, với lại xe cộ lên á là sắp sắp chỗ chứ anh lên núi mà không có người sắp chỗ một hồi không có được người xe đi thì đó bên thầy cũng được, cái đâu cần mọi người không thì vậy, lên núi nhưng mà người ta cho được bận đồ bảo vệ rồi đó thuộc về một cái, nếu mà bận đồ bảo vệ thuộc đó về một công là ty luôn rồi đó. như là cái đó là khách là anh làm một quả À, có nghĩa là cái những cái anh bảo vệ đó là những người dân đã lên làm công quả rồi, là phát muốn 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 giữ chùa thì giờ người ta phát cho bộ đồ luôn, vậy là đặt ở ngoài ha. là nặng cho anh có cái bổn phận đó, biết cái bổn phận đó với lại khách người ta dòm cái người bận đồ cũng vậy, người ta biết xe lên đông lắm, mấy trăm xe rồi mà cái đò này mà lên mấy trăm xe mà anh biết cái đường muốn nó có cái đường lên thôi rồi phải chạy tới cái chỗ nào mà phụng binh mới quay xe lại lạng quạng là đụng đống không có xuống lên được luôn. Này chi Phật tử nhiều quá, ông giàu quá trời. Mấy ngày Tết là Phật tử đông lắm á cô. Đều có đồng hồ rồi cả tỷ rồi. Lịch sử lắm, cái chùa ổng lịch sử lắm mà ổng thiết pháp đó là không có người gặp ổng đâu, Sao vậy cô? ổng thiết pháp có màn ảnh rộng À, có nghĩa là cái chùa nó lớn quá rồi Phật tử đông, đông rồi ổng ở trong một cái chánh điện này cho đó rồi đó. phát ra cái màn ảnh rộng như chiếu thiên mọi người đó, đều 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 hết. cái màn ảnh rộng bự bằng vải đó Dạ, là chỉ thấy ổng qua hình ảnh thôi. là ngồi đó là tôi nói cái pháp đó thôi chứ không có cái mặt ổng đâu đâu lắm Dạ. mà lịch sử đó nó chùa ổng hồi đó bây giờ Mà những người bảo vệ đó như là con nghĩ là lên giờ có chắc vô trọng có rồi lương quá à. tới tháng mà lên mua nhỏ cháu À, rồi bán trong chùa hả? bán ở ngoài 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 ngay cổng hả? ngay cổng cổng trên đó. Những người bảo vệ đó con nghĩ chắc có lương quá. Không, ta làm Phật quả tử mà Phật tử lại làm công quả, nếu mà lại làm công quả thì rồi thay cho mặc đồ bảo vệ luôn, làm này làm kia trong chùa. Làm bảo vệ là cũng như là lên là người ta phân cho anh là 20 người phải coi xe, rồi 20 người phải coi đồ đạc của khách lên, rồi Dạ. 20-30 người đó coi chỗ nghỉ ngơi đồ đó người ta, cái đó là ta làm công quả mà. À, đó giờ chị gặp thầy Quang lần nào chưa? Lại gặp chứ. Gặp nói chuyện dễ thương không? Sau này thì cũng gặp chứ rồi lúc nóng nói lên bà bỏ chuyện dễ thương. Sau này tự nhiên sao mà không nói chuyện mà bậy được ta. Cái này nó nhà chị à, cái này nhà Quán à, gần chùa, nó hiến chùa có phước, ổng cái giảng này chút chùa nè, vậy đó cái này đất của chùa vậy hả, mà chùa này người ta không có chú ý như bài ổng nằm giỏng cũng là mất phước tội rồi, rồi cao kê là mốt thành mai câm đó.
chị thấy ai mà tu mà giàu nhỏ màu đeo đồng hồ tẩy đi xe máy tẩy tại ổng tự nhiên ngủ lại chắc là ổng tự nhiên cái ổng ổng phát mấy cái lời đó chứ rồi đó giờ ổng đâu có đâu rồi đó giờ cái ở hết cái đây thấy em đã nói đùa ổng thực sự biết vậy đó không vô là không được bệnh rồi nhắn à, không bằng đồ hở hang phải không cô? Không bằng đồ hở hang phải không? Kín đáo không? Dạ. Những bệnh đồ hở hang là có bảo vệ người ta thiên ra ngoài phải thay đồ. À là bảo vệ mời ra ngoài, mời ra phòng ngoài thay đồ chuẩn dạng mới vô. Đúng rồi, cứ vô cổng chùa là ở dưới đi ra trên đi xuống đây nha. Dạ giờ con đưa đâu bảo vệ đâu cho vô đâu. Dạ lúc trước chưa. Tại cái chùa của ổng nằm ở dưới cái chùa. Dạ. Đi lên đây là đi lên là cái đường xe chạy trên trên. Dạ. Bắt đầu cái cổng chùa ổng nằm ở trên. Rồi bắt đầu mấy ổng có mấy cái cáp xe kéo đồ đó xuống. Có cái cáp để kéo xe. Đúng rồi, có cái xuống. Đi kéo đồ thấy người lớn tuổi đi bằng cáp đó luôn đó. Cáp mà cái cáp đó ổng làm cũng như xuống chừng 50-60 mét là mấy bà già đi không nổi đó. Yeah. Với đồ thả xuống đó rồi bắt đầu có xe kéo vô trong là cái chùa ổng nằm ở dưới cái thung lũng suối á, rộng lắm. Dạ. Nằm thục xuống dưới suối cũng mấy trăm mét á, 20 con mét cũng thấy chùa ở dưới đẹp lắm hả cô? Đẹp quá. Và rộng ở trên đứng ở trên dòm thấy là ở trên giờ không thấy đâu, bị gì ở trên đi xuống gì rồi bắt đầu mới quẹo qua bên đây là bỏ, cái dùng binh chùa ổng ở dưới đó hả, nó có cái cầu làm cái suối bự lắm. Đúng rồi, chạy gốc sáng niềm nó ngày luôn. Cái bữa em có đi lạc vô cái cốc mà lúc trước ông tu á, có nhà gỗ ở trên á. Ừ, xong nhưng mà giờ rào hết rồi đâu cho đi vô nữa đâu. Bây giờ cái ranh chùa đó là giờ rào với là tấn ton. Bởi vì ổng bị cấm rồi, ổng như nó bậy quá, tự nhiên khiến xui gì đó hả? Chứ nếu mà giờ ổng mà đàng hoàng hả, đeo mấy cái chùa này mà cũng được ổng. Dạ, hình như là con nghe nói là cái chùa ổng là dữ dằn nhất đối với luôn mà. Ta lịch sự lắm, ta bổ sung mà ta bố trí hả, đâu đó đàng hoàng, ta mời ăn mời uống hả, lịch sự lắm, phải như mấy cái chùa này dễ, muốn ăn muốn nhậu muốn làm gì là nhậu luôn. Được rồi, cái chùa nhậu luôn. Đi khách thập phương đi biến chùa rồi ra cái sân chùa ngồi nhậu luôn. Mà làm cái đó đâu được ta? Nhưng khách ha. Là có bảo vệ là đi thường xuyên. Bảo vệ, người ta có bảo vệ từ lớp hết trơn á, thành ra lịch sự khách người ta yên tâm. Dạ. Người ta mới đi nhiều. Hèn chi bữa nay cô trong chổng cô nói là anh em tụi con mới biết, anh em tụi con cũng muốn vô chổng mà vô không có được. Con biết cận có khi bác làm vườn, có khi bác bảo vệ mà cái khu nhỏ à. Có nghĩa là khu chính điện là không vô được, không tiếp cận được. Có mấy khu mà trên nhà bếp thì được. Rìa ở ngoài thôi. Dạ. Dạ. À, ông sư này thì nói chung là tại vì ổng muốn vậy. Còn ổng không có bị gì hết á, ổng không có tai tiếng hết. Còn ông kia kìa bây giờ là anh em tụi con chỉ vô được nhiều khi đó rìa ngoài thôi chứ không ấy lợi là bị dược. Đúng đó, đúng rồi, ổng còn ấy nói gì đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Từ hồi mà khi mà động tới nhà á. Nhưng mà con nói với cô rồi nè, anh em tụi con vô quay cũng quay cảnh chùa thôi chứ cũng đâu dám nói gì bậy bạ đâu. Cái chuyện mà ai thí dụ ai làm bậy thì người đó chịu, chứ anh em tụi con đâu có vô dám nói bậy gì đâu mà không cho luôn. Không có cho quay. Cô đang cấm hết mà. Còn hồi lúc đó là khách cứ vô thoải mái. Mà lính ông làm căng lắm, vô tổng là cầm cái điện thoại mà quơ là lại hốt liền à. Căng lắm. Bữa đi xe hơi á, cắm điện thoại ở trước này chạy vô là bắt đầu đi gọi điện thoại ra là bao giây liền á, phải đi ra đó, mình ra đi ra cổng mình ngồi á là ra sang luôn á. Ổng bị
Dạ. Không có vệ sĩ rồi đi tu có vệ sĩ riêng luôn. Ôi trời. Trời. Dạ. Rồi có vệ sĩ luôn, tu có vệ sĩ luôn. Nhưng mà trong đó thì có cái lò luyện võ nữa mà. Ổng là Phật môn quyền đó, là môn võ Phật môn quyền là ổng á. Có khi cô tra lên Google á là cái chùa Phật Quang đúng không? Chùa Quang nằm trong cái cổng nó nằm ngoài. Cô đi vô chút xíu á là cái là nó kêu là cái võ trường á của võ sinh đó. Học võ nó có trên Google Maps luôn. Dạ đúng rồi. Có một cái chỗ cái nhà tập của nhớ là đầy đủ hết trơn. Công ty công tin gì bán bán cái chú bảo vệ hôm qua nói là không có trong đó mà có cái sản xuất gì đó anh. Cái sản xuất gì? Mới sản xuất gì để sản xuất cái gì đó. Không biết sản xuất gì để bán ngoài không á. Sách vở hay gì đó, hay là kinh Phật gì đó. Nó là có bán đầy đủ với rộng lắm. Dạ. Là bên ổng không á. Dạ. Cái khu nào người ta khách nước, đồ ấy, chỗ nào cơm, đồ, người ta định sử đó. Ra khách ra người ta lễ, mấy cái dịp lễ mà của chùa với lại Tết đó là con nghe nói là xe mà du lịch của khách hành hương á đậu xuống tới chân núi luôn hả con? Trời ơi. Nó mấy chục chiếc xe, mấy cây số mà. Cái đường á là nó có hai chiều thôi. Mà lên thì đậu hơn một chiều rồi. Dạ. Đậu hơn chiều còn một chiều nó phải xe lên. Dạ. Rồi thành ra phải đậu nhẹ hết. Rồi. Nó không có bãi. Nếu vậy là cái chùa này khách hành hương đi tới là khủng khiếp luôn á. Khủng khiếp luôn. Trời ơi. Lên ha, mà anh biết ngay cái ngày chánh là ông cúng 14 gần tháng 7 đó ha. Là từ 5 giờ sáng vậy nè. Mà lên tới 7 8 giờ tối xe còn lên. Trời ơi. Vậy là tiền dữ dằn luôn. Ba đó ha, năm ba là vô chùa là cái khu vực trên này là dữ dằn hết. Dạ. Cái gì nó bảo vệ nó mấy chục thằng mà nó chặn mà nếu mà không khéo sắp xe không khéo là ngồi không có được trước, không có được ngồi xe trước. Trời ơi. Mà vậy mà tiền của Phật tử mà cũng biết bao nhiêu nói mà vậy mà đi nói chi bậy bạ ta. Đúng đúng ra thầy này lên chỉ cần nói một câu, cái lúc mà mình nói những cái câu đầu á là nó hố rồi đó. Thầy lên thầy xin lỗi cái là xong à. Có tai tiếng rồi. Dạ. Với lại cái sức ảnh hưởng của thầy rất là quan trọng với Phật tử rất là nhiều, rất là đông. Ra giờ thầy nói là không giữ mồm với miệng. Dạ. Giờ chắc còn những cái Phật tử mà cái kiểu như là trung thành á, ruột được tử ruột á, chứ mà giờ Phật tử đó chứ giờ Phật tử ở xa nhà ta cũng chán rồi, ta đâu có đi nữa rồi. Đi
Đêm này có bế cơm nhỏ em thì có trộn cho nó ăn không mày? Đời nào?